Xin chào tất cả các bạn, mình là Phạm Hoàng Yến. Mình vừa mới nhận được visa du học Mỹ. Cảm xúc của mình bây giờ nói chung là không thể nào mà diễn tả được. Hiện tại ở Việt Nam thì mình đang học điều dưỡng tại Đại học Nhất Sinh Đà Lạt. Qua Mỹ mình sẽ chọn trường University of Nebraska Lincoln, chuyên ngành sinh học. Mình nhận được visa rồi thì mình có một vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn. Mình cứ cảm giác như cái người mà phỏng vấn mình á, y như là một cái người bạn để nói chuyện với mình vậy thôi, không có gì phải sợ hãi hay là cái gì cả. Họ rất là vui vẻ với mình. Nếu mà các bạn mà không hiểu câu hỏi, các bạn có thể yêu cầu họ lặp lại, hoặc là nếu lặp lại nữa mà các bạn vẫn không hiểu thì các bạn có thể yêu cầu họ nói bằng tiếng Việt. Họ rất là thoải mái. Mình thì đã từng rớt visa một lần cách đây 2 tuần. Quá trình mình làm hồ sơ công ty ở Tân Đại Dương thì rất là tốt. Mình được chị An và các chị hướng dẫn rất là tận tình. Đặc biệt là mình được trải qua lớp học của anh Khôi, dạy cho mình cách để nói như thế nào cho nó phù hợp. Và lúc đầu thì mình vô mình học thì mình rất là run. Nhưng mà sau khi mình trải qua lớp học của anh Khôi và lớp học của chị Mỹ Anh thì mình cảm giác như là mọi người đang truyền lửa cho mình vậy. Và mình cảm thấy rất là tự tin khi bước vào đó. Mình nhấn mạnh một điều là khi các bạn vô đó chỉ cần các bạn tự tin là các bạn sẽ thành công. Đối với những bạn từng rớt visa như mình thì mình khuyên các bạn là đừng nản lòng. Bởi vì là có thể hôm bữa mình không may mắn, nhưng mà rồi cái cơ hội may mắn đó sẽ đến với mình. Chỉ cần mình luôn luôn tự tin và cái đam mê của mình luôn luôn cháy bỏng ấy, thì không có gì là có thể không vượt qua được. Nên là các bạn đã từng rớt thì mình nghĩ là các bạn đừng nên nản, cứ cố gắng hết sức của mình thôi. Mình chọn Mỹ để đi du học vì mình có cô ở bên Mỹ, và Mỹ còn là một cái nước rất là phát triển về tất cả mọi mặt. Mình chọn sinh học để học vì mình rất là đam mê nghiên cứu về cơ thể con người, và mình đặc biệt muốn nghiên cứu hơn đó là về những cái thuốc hoặc là những cái biện pháp tốt nhất để điều trị các bệnh ung thư hiện nay. Mình chỉ muốn nói là các bạn hãy tự tin hết mình. Do đó thì tất cả mọi thứ trong đó bình thường, không có gì xảy ra cả, thì tất cả mọi chuyện sẽ đến với các bạn rất là dễ dàng. Mình xin chúc tất cả các bạn cũng sẽ may mắn và nhận được visa giống như mình.